À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các con ơi, hôm trước thì cô và chúng mình đã cùng nhau ôn tập về phép chia, đúng không nào? Vậy trong bài học này chúng ta sẽ làm một số các bài tập luyện tập liên quan đến phép chia. Đầu tiên cô có bài tập số 1, yêu cầu chúng ta thực hiện tính. Nào, bây giờ áp dụng đúng quy tắc mà chúng ta đã được học, tính cho cô phần A trước. Cô có phép tính đầu tiên 12 phần 17 chia cho 6. Nào, chia một phân số cho một số tự nhiên, tức là chúng ta lấy phân số đó nhân với số tự nhiên này thì chúng ta sẽ phải đảo ngược là 1 phần 6, đúng không nào? Đến đây cô lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số, 12 nhân 1 trên 17 nhân 6. 12 và 6 có thể rút gọn được, đúng không nào? 12 trên 6 được 2, cô có kết quả 2 phần 17. 6 chia cho 6 là hết, đúng không nào? Vậy 1 cô bỏ đi. Rồi, phép chia tiếp theo. 16 chia cho 8 phần 11. Chia một số tự nhiên cho một phân số. Chúng ta lấy số tự nhiên đó nhân với phân số này, đảo ngược, tức là 11 phần 8, đúng không nào? 16 có thể rút gọn được cho 8. 16 chia 8 được 2. Vậy cô còn 2 nhân với 11 trên 1, tức là kết quả là 22. Phép tính thứ 3 nào. 9 chia 3 phần 5 nhân 4 phần 25. Đến đây cô sẽ phải biến phép chia thành phép nhân, đúng không nào? 9 nhân với 5 phần 3 nhân 4 phần 25, được chưa nào? Và cô sẽ nhân như sau. 9 nhân lên tử số, 9 nhân 5 nhân 4, mẫu số là 3 nhân 20 là, đúng chưa nào? Đến đây chúng ta rút gọn như thế nào đây? 9 và 3 có thể chia được cho 3, 5 và 25 có thể chia được cho 5. Vậy chúng ta sẽ được 9 chia cho 3 thì được 3 này, 5 chia cho 5 được 1 này, 4 giữ nguyên, 3 chia cho 3 được 1, 25 chia cho 5 được 5. Đến đây kết quả bằng bao nhiêu nào? 3 x 4 bằng 12, còn mẫu số là 5, 12 phần 5. Đó, thế là cô và chúng mình đã hoàn thành xong được phần A. Bây giờ sang đến phần B nào. Phần B cô có tất cả là 6 phép chia. Chúng ta sẽ thực hiện cho cô 2 phép chia đầu tiên trước. 72 chia cho 45. Nào, muốn chia được hai số tự nhiên cho nhau, đầu tiên 72 chia cho 45, chúng ta nhẩm được một lần. 1 x 5 bằng 5, đúng không nào? Và 2 ở đây mượn 1 tức là 12. 12 trừ đi 5 còn dư 7. Tiếp tục, 1 x 4 bằng 4, nhớ 1 là bằng 5. 7 trừ đi 5 còn 2. Cô muốn chia tiếp được phép chia này, để chúng ta không giữ số dư là 27, thì cô có thể thêm vào 27 một chữ số 0. Cô có 270, đồng thời thêm dấu phẩy vào thương vừa tìm được thì chúng ta sẽ có kết quả là một số thập phân, đúng không nào? 270 mà chia cho 45 chúng ta được 6 lần. 6 x 5 30, 0 ở đây mượn 3, 30 trừ 30 là hết, biết không, nhớ 3. 6 x 4 24, nhớ 3 là 27. 27 trừ 27 là hết. Vậy là phép chia này chúng ta sẽ kết quả bằng 1,6. Tương tự đối với phép chia thứ hai này, 15 chia cho 50. Bây giờ muốn chia được thì 15 chia cho 50 là được 0 lần rồi. Cô viết thêm một chữ số 0 nữa để có 150, thì tiếp theo cô phải viết một dấu phẩy vào bên phải của thương, đúng không nào? 150 chia cho 50 được 3. 3 x 0 bằng 0, 0 trừ 0 là hết. 3 x 5 bằng 15, 15 trừ 15 là hết. Đó, vậy là thương tìm được là một số thập phân thì phép chia này là phép chia hết.
Rồi sang đến cột thứ hai, cô có 281,6 chia cho 8. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên rất là dễ, đúng không nào? Đầu tiên cô lấy 28 chia cho 8 thì được 3 lần. 3 x 8 24, 28 trừ 24 còn 4. Hạ một xuống. 41 chia cho 8 được 5. 5 x 8 là 40, đúng không nào? 41 trừ 40 là dư 1. Rồi hết phần nguyên thì cô phải đánh một dấu phẩy vào thương vừa tìm được. Hạ chữ số tiếp theo ở phần thập phân xuống. Cô có 16. 16 chia cho 8 được 2. 2 x 8 là 16. 16 trừ 16 là hết. Vậy phép chia này cô ra kết quả là 35,2. Rồi 912,8 chia cho 28. Chia cho 28 thì cô lấy 91, đúng không nào? 91 chia cho 28 được 3 lần. 8 x 3 là 24. 1 ở đây phải mượn 3, đúng không nào? 31 trừ 24 là còn 7. Viết 7 nhớ 3. 3 x 2 là 6, nhớ 3 là 9. 9 trừ 9 là hết, vậy là dư 7. Sau đó cô hạ chữ số tiếp theo, tức là chữ số 2. Cô có 72. 72 chia cho 28 thì được 2 lần. 2 x 8 là 16. 2 ở đây mượn 2, tức là 22 trừ đi 16 thì có 6. Biết 6 nhớ 2 này. 2 x 2 là 4, nhớ 2 là 6. 7 trừ 6 còn 1. Được chưa nào? Đến đây cô chia hết phần nguyên của số thập phân. Đến dấu phẩy, cô phải đánh một dấu phẩy ở thương và tìm thương. Sau đó cô hạ chữ số đầu tiên của phần thập phân xuống thì chúng ta được 168. 168 mà chia cho 28 thì chúng ta được 6 lần. 6 x 8 là 48. 8 ở đây mượn 4. 48 trừ 48 là hết. Viết 0 nhớ 4. 6 x 2 12 nhớ 4 là 16. 16 trừ 16 là hết. Kết thúc phép chia. Thương tìm được là 32,6. Được thế nào? Bây giờ sang đến cột cuối cùng. Cô có phép chia 300,72 chia cho 53,7 chia hai số thập phân cho nhau. Thì bây giờ chúng ta phải biến số chia thành số tự nhiên bằng cách gạch bỏ nó đi. Nó là gạch bỏ dấu phẩy thì dấu phẩy ở số bị chia phải dịch chuyển sang bên phải một chữ số, đúng không nào? Cô có 3007,2 chia cho 537,7. Bây giờ chúng ta thực hiện chia như sau. 3007 chia cho 537, chúng ta nhẩm được 5 lần, đúng không nào? 5 lần. 5 x 7 là 35. 7 đây mượn 3. 37 trừ 35 còn 2. Viết 2 nhớ 3. 5 x 3 là 15. Nhớ 3 là 18. 0 ở đây phải mượn 2, đúng không nào? 20 trừ 18 là dư 2. Viết 2 nhớ 2. 5 x 5 là 3 là 25. 25 nhớ 2 là 27. 30 trừ 27 còn dư 3. Vậy dư 322. Hết phần nguyên, chúng ta chia sang đến phần thập phân thì chúng ta phải đánh dấu phẩy ở thương của tìm được. Hạ chữ số đầu tiên của phần thập phân xuống. 3222 chia 537 thì chúng ta được 6 lần. 6 x 7 là 42. 2 ở đây cô mượn 4 này. 42 trừ 42 là hết. Nhớ 4. 6 x 3 18, nhớ 4 là 22. 2 ở đây lại mượn 2, cô có 22 trừ 22 là hết. Tiếp tục. 6 x 5 là 30, nhớ 2 là 32. 32 trừ 32 hết. Vậy kết thúc phép chia cô được kết quả là 5,6. Được chưa nào? Phép chia cuối cùng 0,162 chia cho 0,36. Nào, cô sẽ gạch bỏ dấu phẩy ở đây đi. Thì ở phần tập phân có hai chữ số, tức là gì? Dấu phẩy ở bên này của cô phải dịch chuyển sang đây, đúng chưa nào?
cô có phép chia là 16,2 chia cho 36. Thì trước tiên 16,2 là bé hơn 36 rồi, cho nên cô được thương là 0. Rồi bây giờ cô muốn gì nhỉ? Dịch chuyển dấu phẩy, tức là gạch bỏ đi, được chưa nào? Thì thương của cô phải thêm 1 dấu phẩy. Cô có 162. 162 chia cho 36 chúng ta được 4 lần. 4 x 6 24. 2 ở đây mượn 3, đúng không nào? 32 trừ 24 còn 8. Tiếp tục 4 x 3 là 12, nhớ 3 tức là 15. 16 trừ 15 còn 1. Cô muốn tiếp tục chia, cô viết thêm gì? À, 1 chữ số 0, đúng không nào? Nó là phần thập phân rồi, cho nên chúng ta không cần phải đánh thêm dấu phẩy hay gì nữa. Bởi vì ở đây cứ viết thêm bao nhiêu số 0 chúng ta chia đến khi kết thúc phép chia hết thì thôi. 180 chia cho 36 chúng ta được 5 lần. 5 x 6 là 30. 0 ở đây mượn 3. 30 trừ 30 là hết. 5 x 3 là 15, nhớ 3 là 18. 18 trừ 18 hết. Phép chia này chúng ta được thương là 0,45. Được chưa nào? Vậy là trong bài tập số 1 thì cô và chúng ta đã cùng nhau thực hiện các phép tính chia một cách rất là chính xác theo đúng quy tắc. Bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài tập số 2 nhé. Sau đây là bài tập số 2. Bài tập này yêu cầu chúng ta tính nhỏ giống như hôm trước chúng ta đã được làm, đúng không nào? Thế thì bây giờ cô và chúng mình sẽ cùng nhau nhắc lại một chút. Đấy là muốn chia một số cho các số 0,1, 0,01, chúng ta sẽ thêm vào 1, 2 chữ số 0 ở phía bên phải. Đấy là đối với số tự nhiên, đúng không nào? Thế còn đối với số thập phân thì chúng ta sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải 1 hoặc 2 chữ số. Tiếp theo ở bên này sẽ có các phép chia cho 0,5, 0,25. Thì như hôm trước cô đã nói rồi, chia một số cho 0,5 tức là nhân số đó với 2. Còn chia một số cho 0,25 tức là nhân số đó với 4. Các bạn nhớ chưa nào? Bây giờ cô và chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện yêu cầu A trước. Đối với toàn bộ là các số thập phân thì giả sử 3,5 mà chia cho 0,1, cô sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải 1 chữ số, tức là cô có kết quả bằng 35, giống như nhân số đó với 10. Tiếp tục này, 8,4 chia 0,01 thì cô sẽ dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải 2 chữ số, cô phải thêm một chữ số 0 ở đây, tức là cô được 840, giống như nhân số đó với 100. Tương tự nào, 9,4 chia 0,1 thì nhẩm nhanh được 94. 7,2 chia 0,01 được 720. 6,2 chia 0,1 được 62. Và 5,5 chia 0,01 được 550. Đúng không nào? Chỉ cần nhớ quy tắc thì chúng ta có thể không cần tính toán mà ra kết quả rất là nhanh. Phần B, 12 chia 0,5, tức là cô lấy 12 nhân với 2, kết quả bằng 24. 20 chia 0,25, tức là 20 nhân với 4 bằng 80, đúng không nào? 3 phần 7 chia 0,5 là 3 phần 7 nhân với gì nhỉ? Nhân với 2, kết quả bằng 6 phần 7. 11 chia 0,25 là 11 nhân với 4 bằng 44. 24 chia 0,5 bằng 24 nhân với 2, kết quả là 48, đúng không nào? Và 15 chia 0,25 thì bằng 15 nhân 4, kết quả bằng 60. Đó. Vậy là bài tập số 2 tính nhẩm chúng ta có thể làm một cách rất là dễ dàng, được chưa nào? Bây giờ thì cô và chúng ta sẽ cùng nhau bước sang bài tập tiếp theo. Sau đây là bài tập số 3. Bài tập này đề bài yêu cầu chúng ta viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân. Ở đây cô có 4 phép chia, được chưa nào? Cô sẽ có một câu mẫu như sau. Ví dụ, phép chia 3 chia cho 4 ở trong câu A. Cô viết phép chia này thành phân số thì tử số của chúng ta chính là số bị chia, đúng không nào? Mẫu số của chúng ta chính là số chia, tức là 3 phần 4. Và để viết 3 phần 4 dưới dạng số thập phân, chúng ta có thể sử dụng bằng cách biến đổi phân số này trở thành phân số thập phân,
được không nào? Hoặc chúng ta sẽ lấy tử số chia cho mẫu số và đặt tính. Tuy nhiên thì cách biến đổi về phân số thập phân nó sẽ nhanh hơn. Cô sẽ biến phân số này trở thành gì nhỉ? Phân số có mẫu số là 100 bằng cách nhân cả tử số và mẫu số với 25, được không nào? Nhân với 25 để làm gì? Để đưa phân số này thành phân số có mẫu số là 100. 3 x 25 bằng 75. 75 phần 100 thì biến đổi về số thập phân chính là 0,75. Đó, thì đây chính là câu mẫu của cô. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện câu B tương tự. 7 chia cho 5 tức là bằng 7/5. Đúng không nào? 7/5 bây giờ biến nó thành phân số thập phân, cô sẽ nhân cả tử số và mẫu số với 2. 5 x 2 là 10 mà, đúng không nào? 7 x 2 là 14. 14 phần 10 chính là 1/1.4. Đó, 1/4. Câu C này. 1 chia cho 2 là 1/2. Bây giờ biến nó thành phân số thập phân, cô nhân cả tử số và mẫu số với, để đưa nó thành phân số có mẫu số là 10, đúng không nào? 1 x 5 bằng 5, 2 x 5 là 10. 5 phần 10 tức là 0,5. Câu cuối cùng D. 7 chia cho 4 bằng 7/4, đúng không nào? Bây giờ cô sẽ nhân cả tử số và mẫu số với 25. Thì mẫu số của chúng ta bây giờ là 100, đúng không? Tử số này, 7 x 5 là 35, viết 5 nhớ 3. 7 x 2 là 14, nhớ 3 là 17. 175 phần 100 tức là 1,70. Đó, vậy là đây là cách mà chúng ta viết một phép chia thành một phân số và từ phân số đó đưa về số thập phân. Bây giờ thì chúng ta còn bài tập cuối cùng trong phần luyện tập hôm nay nữa. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.